Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù lên vô địch tập 79. Với đội hình 3.000 thánh kỵ sĩ, hơn nữa lại còn mấy vị sư huynh dẫn dắt mười mấy cường giả cảnh giới võ thánh, đám phản tặc của tình hình cung này có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Lý Vũ tiếp một hơi thuốc lá, sau đó rời khỏi lều trại của mình tới lều trại của Yêu Cơ. Mẹ vợ, mẹ có đồ ăn gì không? Con để có mẹ đói bụng rồi. Lý Vũ gần cổ gào lên. Không có ai sao? Rẹt. Tấm đèn trước lều được vén ra. Yêu Cơ bước tới với nét mặt nghiêm trọng. Sao con lại ở đây? Yêu Cơ vừa mở miệng đã chất vấn. Như mộng đâu rồi? Lý Vũ gãi đầu đáp lại. Con vừa gọi cho cô ấy sẽ quay về ngay. Thằng nhãi này. Hay à? Yêu Cơ thở dài. Muốn nói rồi là thôi. Lý Vũ bị môi. Than thở gì chứ? Có vấn đề gì mẹ cứ nói thẳng đi. Con gái mẹ là một cô gái tốt, con đừng phụ con bé. Yêu Cơ nhấn mạnh lần nữa. Nhắc tới chuyện này là Lý Vũ lại thấy đau đầu. Anh vội chuyển chủ đề. Con đó rồi mẹ, mau cái người làm gì đó cho con ăn đi. Cứ dê nướng nguyên con hoặc heo sữa nướng là được rồi. Không cần phức tạp quá đâu. Yêu Cơ trừng mắt lườm anh. Bây giờ mà con vẫn còn tâm trạng ăn uống sao? Lý Vũ bắt chéo chân, cười nói với vẻ hờ hững. Người đã sắt, cơm là thép, bỏ một bữa cơm đó chết đi được. Trời sập còn không quan trọng bằng việc không có cơm ăn. Yêu Cơ lo lắng sốt ruột. Vừa nãy người có mẹ báo cáo Thánh Vương tập hợp tất cả những quản lý cấp cao của thần cung suốt một ngày trời, không biết là họp bàn cái gì. Hắn vô tình gọi tất cả trừ Lý Vũ, ngay cả bà ta cũng thèm gọi tới. Điều này chứng tỏ hắn vô tình đang dần dần mất niềm tin vào bà ta. Ngay tại đây, trầm mắt Lý Vũ xoay chuyển, sau đó anh đứng dậy. Để con đi xem thử. Này, con Yêu Cơ còn chưa kịp nói gì thêm, Lý Vũ đã vén rèm rời đi. Một lát sau, khi Lý Vũ xuất hiện bên ngoài lều trại của Thánh Vương, vài tên đệ tử của Vô Tình Thần Cung lập tức tiến tới ngăn cản anh lại. Còn mẹ nó, ông đây là Phó Thánh Vương đó, các người dám cản ông đây sao? Bốp bốp. Lý Đại Lương Gia vừa nói vừa xuống tay, mấy tên đệ tử thần cung bị anh đánh ba quyền đã ngã xuống đất. Hỗn láo, ai dám to gan thế hả? Một kỳ chủ ngay bên ngoài có người đột nhập thì hùng hổ lao ra. Bốp. Lý Vũ giơ tay giáng cho người đó một cái bàn tay. Hỗn láo, ông mắng ai thế? Tên kỳ chủ kia ăn một tát xong giận mà không dám nói gì. Lý Vũ không thèm để tâm tới tên kỳ chủ kia, vén rèm đi vào. Ồ, náo nhiệt thật đó, mọi người đang liên hoan sao? Vừa hay tôi vẫn chưa ăn cơm. Dứt lời, Lý Vũ không màng tới ánh mắt mọi người, thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Hát Lưu Tình. Tất cả mọi người, tôi nhìn anh lại nhìn tôi, cuối cùng đành đổ dồn mọi sự chú ý lên Hát Lưu Tình. Bò muốn xem Thánh Vương sẽ xử lý tên Phó Thánh Vương không hiểu lễ nghĩa này như thế nào. Người đâu mang rượu với thức ăn lên đây ăn cơm. Ai cũng đinh ninh một suy nghĩ rằng cho dù Hát Lưu Tình không xử lý Lý Vũ thì ít ra cũng phải quở trách vài câu, nhưng mang rượu và thức ăn lên ăn cơm sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Chưa đến 15 phút sau, người làm chuẩn bị một bàn đầy đủ những món ngon bắt mắt. Lý Vũ dòng khách át chồng chủ, hào hứng hô lên với mọi người. Còn ngồi đành thối ra đó làm gì? Mau ăn đi, tất cả cùng nhau ăn. Hắn Lưu Tình lại nói ra. Mọi người đã họp bàn cả một ngày nên đúng là có hơi đói bụng thật. Vì thế họ cũng không khách sáo, cùng ăn uống thỏa thích cùng Lý Vũ. Chỉ có Hắn Lưu Tình là ngồi im như phỏng, nhíu chặt lông mày. Không ai biết lão ta đang suy nghĩ cái gì. Lý Vũ ăn uống no nê xong xuôi, hô lên. Đồ ăn không có độc đâu, mọi người cứ ăn từ từ đi. Mẹ nó. Mọi người vốn đang ăn uống vui vẻ, nghe thấy một chữ độc, ai nấy cũng đờ cứng người. Dù sao thì lúc rạng sáng bọn họ đã bị trúng độc một lần, nên bây giờ vẫn bị ám ảnh. Mấy người làm tôi làm cái gì chứ? Lý Vũ cười he he. Đồ ăn này là do chức thân Thánh Vương sai người chuẩn bị, chắc các người không nghi ngờ Thánh Vương hạ độc đâu chứ. Mẹ tới đây, trái tim đang treo lủng lẳng của mọi người dần hạ xuống. Sao Hát Lưu Tình có thể hạ độc bọn họ được chứ? Nhưng khi mọi người đang chuẩn bị ăn tiếp thì ayu, bụng tôi đau quá, bỏ mẹ rồi, đồ ăn này có độc. Lý Vũ bỗng nhiên ôm bụng kêu gào. Mọi người lại bị dọa lần nữa, ai nấy cũng trợn mắt há mồm, cùng nhìn về phía Hát Lưu Tình giống như đang xác minh lại. Thánh Vương, ngài hạ độc thật sao? Nhưng ngay sau đó, Lý Vũ lại ngồi thẳng người cười he he. Đừng căng thẳng, tôi đùa mọi người một chút mà thôi, khuấy động bầu không khí mà. Cách bộ lạc chính Bạch Kỳ vài dặm, mấy chục cây đuốc đang thắp sáng hẻm núi được hình thành từ vài ngọn đồi nhỏ. Hơn 30 võ lâm hào kiệt
nổi tiếng tụ tập tại đây. Mỗi người trên mình khoác một bộ đồ hành quân trong đêm, đầu đội mũ cói, hông đeo nhiều loại vũ khí khác nhau. Người chỉ huy là đạo sĩ Vân Trung, nhìn thoáng qua thời gian hiện lên trên điện thoại di động, sau đó chắp tay hành lễ với mọi người. Các vị, thế giới này cần chính nghĩa, chỉ mong sống không phụ với hiện tại. Chẳng phải mục đích của những người tập võ chúng ta là trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính nghĩa sao? Vô tình thành công, ai cũng đáng chết, chỉ còn có thể mang lại một tương lai tươi sáng cho thế giới võ lâm, cho bá tánh khắp thiên hạ, dù có bỏ mặt cũng không hối tiếc. Những người tới đây đêm nay bao gồm các túc lão của tất cả các giáo phái lớn trong giới võ lâm, cũng có một số anh hùng nổi tiếng nhiều năm nhưng đã lui về ở ẩn từ lâu. Khi đạo sĩ Vân Trung thông báo với họ rằng Vô tình thành công tổ chức từng chèn ép khiến võ lâm chính đạo không dám ngẩng đầu lên đã tàn sát giang hồ, bọn họ đã vùng dậy mà không hề do dự. Mặc dù biết cao thủ Vô tình thành công nhiều như mây và có thể đêm nay họ đi sẽ không trở về được nữa, nhưng điều đó vẫn không cản nổi bước chân bọn họ. Chết không đáng sợ, chỉ mong sự hy sinh của mình có thể nặng tựa núi Thái Sơn. Ngọc Phượng Hoàng dẫn dắt Hồng Lá Cửu, Ngô Khách và 12 võ lâm giang nam khóa kín cửa ra vào núi Mạo Nhi, chỉ cần thấy người tà giáo chạy trốn ra thì dứt không tha. Tổ nhân chỉ huy Đao Cuồng Vương Ngũ, Sư Thái Bạch Vân và 12 võ lâm giang bắc chặn kín lối vào lối ra của sông Thương Lan, nếu thấy là người tà giáo dứt không tha. Những người còn lại cùng xông vào tự chính diện với tôi. Đại sĩ Vân Trung phân rõ nhiệm vụ cho từng người, mọi người cùng nhau gật đầu. Ngọc Phượng Hoàng và tổ nhân lần lượt dẫn theo một đám người bay đi, còn đại sĩ Vân Trung và mười mấy người khác tiếp tục đợi thêm một tiếng nữa, sau đó sẽ tấn công bộ lạc Chính Bạch Kỳ từ phía chính diện. Cùng lúc đó, tại bộ lạc Chính Bạch Kỳ, sau khi Lý Vũ nói câu đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa với mọi người để khuấy đập bầu không khí một chút mà thôi, thì ai nấy cũng nhìn thằng nhãi này với ánh mắt hận không thể chém sống hắn. Đồ vui, cái chó gì, ông suýt bị mày hù chết đây. Hắn Lê Vô Tình nhìn Lý Vũ như có hàm ý sâu xa. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài trước đi, chúng tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần bàn bạc. Các người họ cái gì mà lại tránh mặt tôi chứ? Lý Vũ cố tình tỏ ra nghiêm túc. Sao thế? Chẳng lẽ cái chức phó thánh vương này chỉ để trang trí thôi sao? Hay là ngay từ đầu các người không có tôi là người một nhà đúng không? Phó thánh vương, thánh vương không có ý đó đâu, ngài lo lắng nhiều rồi. Vũ Chính Châu ngừng ngùng giải thích. Lý Vũ liếc nhìn ông ta. Tôi lo lắng nhiều sao? Vậy thì đừng có đuổi tôi đi. Chúng ta cứ tiếp tục họp bàn như vậy đi. Biết đâu tôi có thể bày mưu tính kế cho các người thì sao? Ngay tại đây, mọi người lại tôi nhìn anh nhìn tôi. Sợ dĩ bọn họ tụ tập tại đây họp bàn để nghĩ kế xem nên làm thế nào để ép Lý Vũ đi vào khuôn khổ. Bây giờ Lý Vũ không chịu đi thì buổi họp này sẽ không thể tiếp tục được. Các Liên Vô Tình nhíu chặt lông mày, nói như suy tư. Tất cả mọi người lui ra đi, việc này để tính sau. Mọi người đều thở vào một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị đứng dậy lui về, nhưng Lý Vũ nào có để ý, anh chỉ vào Hắc Liên Vô Tình, tức tôi nói, lão Hắc, còn mẹ đó chứ, ông có ý gì hả? Rõ ràng các người có tôi là người ngoài, nếu đã vậy thì ông đây không làm phó thánh vương nữa, tức để ai làm thì làm đi, mẹ đó. Mọi người nhìn anh với nét mặt hoảng sợ, dù là bất kỳ ai, chỉ cần đã gia nhập vào Vô Tình Thành Cung, chưa một ai dám rời đi, bởi vì rời đi có nghĩa là phản bội, người đó phải bị xử tử. Lý Vũ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hắn Liên Vô Tình chất vấn với giọng điệu lạnh tanh. Lý Vũ nhún vai, anh nói ra, ông không nghe rõ sao, tôi từ chức, dù gì các người cũng có tôi là người ngoài rồi. Vô Tình Thành Công của ta là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hắn Liên Vô Tình bỗng cất cao giọng. Lý Vũ hừ một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được sao? Ây... Câu hỏi này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Hắn Liên Vô Tình, á khẩu không trả lời được. Đối với người khác, việc rời khỏi đồng nghĩa là phản bội, kết cục chính là cái chết. Nhưng với Lý Vũ mà nói thì dường như sự trừng phạt này không có tác dụng gì cả. Dù gì thì Hắc Liên Vô Tình cũng chưa có cách nào để khiến thằng nhãi này hoàn toàn khuất phục. Mặc dù mọi người cùng nhau liên thủ có thể xử lý hắn, nhưng Hắc Liên Vô Tình không thể xử lý anh. Vũ Chính Châu lặng lẽ bước tới bên cạnh lão ta, thấp giọng nói, Thánh Vương, thuộc hạ thấy chúng ta không cần phải nhẫn nhịn thỏa hiệp, chỉ bằng cùng liên thủ rồi tóm gọn thằng nhãi này. Ngay vậy, lão ta bắt đầu suy tư. Ở đây có hơn 10 vị kỳ chủ, đa số đều có thực lực ở mức cảnh giới võ thánh. Còn có mấy người đã tới cảnh giới thiên nhân. Thằng nhãi Lý Vũ này có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Nhưng ngay thời khắc lão ta hạ quyết tâm thì lão Hắc
tôi có chuyện muốn thương lượng với ông. Lý Vũ bất ngờ lên tiếng. Hả? Lão ta ngẩn ra, dòng hiếu kỳ của lão ta trỗi dậy. Chuyện gì chứ? Chuyện này khá quan trọng. Lý Vũ vừa nói vừa liếc nhìn các kỳ chủ xung quanh. Anh đưa đây yêu cầu, hay là ông bảo bọn họ ra ngoài trước đi. Lão ta cảm thấy chuyện quan trọng mà thằng nhãi này đang nói đến chắc chắn có liên quan tới Ngưỡng Long thành công. Vì thế lão ta đã gật đầu đồng ý. Các người nghe lời Phó Thánh Vương đi, mau đưa ra ngoài. Rõ, rõ. Lão ta vừa hạ lệnh, 14 vị kỳ chủ lần lượt rời đi. Sau đó lão ta thúc giục, bây giờ cậu nói được chưa? Được rồi. Lý Vũ nhếch miệng cười, đồng thời ăn bước tới mấy bước bên cạnh Hách Liên Vô Tình cúi thấp người. Hách Liên Vô Tình nín thở, vểnh tay lên lắng nghe. Cá nhân tôi cho rằng mì kho thịt Italy nên trộn với bùn đất số 42, bởi vì chiều dài của đinh ốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mô men vặn của máy xúc đất. Hả? Nghe thấy những lời này, Hách Liên Vô Tình ngỡ người. Quay cảnh các ông đập nó vào bên trong, nó sẽ sản sinh ra một lượng lớn lòng trắng trứng, thường được gọi là UFO. Lão ta trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu rốt cục Lý Vũ đang nói cái gì. Ông không nghe rõ sao? Lý Vũ hỏi với nét mặt nghiêm túc. Hách Liên Vô Tình gật đầu theo bản năng. Cậu đang nói tiếng lóng với bổn tọa sao? Buộc. Lý Vũ vỗ vả bay lão ta, sau đó dừng ngón tay cái lên nói ra. Đúng vậy, cẩn thận tai phát mặt rừng. Hách Liên Vô Tình nghiêm túc nhớ lại những gì mình vừa nghe được. Mì thịt kho Italia trộn bùn đất số 42. Hai việc này liên quan gì tới nhau chứ? Đinh ốc với máy xúc đất tượng trưng cho cái gì? Đúng lúc này, một cú đấm giáng thẳng vào lưng Hách Liên Vô Tình. Trước đó lão ta đối đề phòng Lý Vũ, nhưng sau khi nghe mấy từ tiếng lóng kia, lão ta đã vắt hết óc tìm hiểu nghĩa nên vô tình lơ là cảnh giác. Vậy nên lão ta không kịp phòng ngự trước đòn đánh lén của Lý Vũ. Lão ta bay ngược khỏi ghế thái sư, phá vỡ chiếc lều trại được làm từ vật liệu đặc biệt. Thánh Vương! Thánh Vương! Hơn 10 kỳ chủ đứng đợi bên ngoài vội vàng lao tới. Lão ta được mấy người họ nâng dậy, lão ta giũa tay chỉ vào bên trong lều trại. Thằng nhãi kia mất hết đạo đức nghề nghiệp rồi, cậu ta đánh lén bốn tọa. Việc Lý Vũ đánh lén Hách Liên Vô Tình là điều mà không ai lường trước được. Một tiếng vù vang lên, có một bóng người vụt ra khỏi lều trại như một bóng ma. Hơn 10 vị kỳ chủ vừa đề cao cảnh giác. Lý Vũ nhìn nhóm người theo góc độ từ trên cao nhìn xuống, hồng hách hét lên. Thuần theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. Dứt lời, Lý Vũ lại cảm thấy lời nói này có gì đó sai sai. Hình như đây là những lời mà vai phản diện thường nói. Vì thế anh sửa lại. Bổn thiếu khuyên các người nên bỏ danh tà để theo chính nghĩa, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Nếu không, bổn thiếu chỉ cần hạ lệnh một tiếng thôi, các người sẽ xuống gặp Diêm Vương ngay tức khắc. Lý Vũ thứ tiện nhân đê tiện. Vũ Chính Châu căm phẫn. Thánh Vương đối với cậu ơn nặng như núi, thậm chí còn phong thưởng cho cậu làm Phó Thánh Vương. Vậy mà cậu lại lấy oán trả ơn để hôm nay bắt thứ hèn hạ mày. Ai da, vẫn không biết sợ chết sao? Lý Vũ cười he he. Đến Hách Liên Vô Tình, tôi không phải là đối thủ của tôi. Chỉ dựa vào cái đám dưa vẹo táo nít các người mà cũng dám hạ tôi sao? Một câu nói khiến Vũ Chính Châu đang xúc động phải bình tĩnh lại. Ngay cả Thánh Vương cũng phải là đối thủ của thằng nhất này. Vậy ông ta xông lên chỉ có đường chịu chết. Lã Vũ, sao ông không xông lên? Một kỳ chủ hỏi ra. Vũ Chính Châu trừng mắt lườm kỳ chủ kia một cái, giống như đang muốn nói. Muốn thì từ ông đi mà lên. Ông đây cũng dám. Bốp bốp. Hỗn láo. Tất cả các người hãy cùng xông lên. Bốn tọa sẽ gia trì trận pháp. Ai có thể bắt được thằng nhãi này, bốn tọa sẽ phong người đó làm Phó Thánh Vương. Hắn đưa tình điểm mấy huyệt vị trên người mình, sắc mặt dần dần cải thiện hơn một chút. Đồng thời lão ta cũng bắt đầu vận công chữa thương trong âm thầm. Nghe thấy ba chữ Phó Thánh Vương, hai mắt mấy kỳ chủ kia sáng như sao. Lý Vũ lại cười nói với điệu bộ khinh thường. Và các người hãy mau bắt lão ta cho tôi. Ai bắt được bổn thiếu sẽ phong người đó làm Thánh Vương. Thánh Vương không có chữ phó, rõ ràng nó có bị lực hơn là Phó Thánh Vương. Điều này khiến mọi người thi nhau nhìn về phía Hách Liên Vô Tình. Hỗn láo, các người định phản bội bốn tòa sao? Ánh mắt lão ta dần dần trở nên lạnh lùng, sắc khí đáng sợ tỏa ra từ người lão ta. Mọi người vội vàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Mặc dù Thánh Vương uy phong hơn Phó Thánh Vương, nhưng vẫn phải có mệnh mới được. Hách Liên Vô Tình chỉ bị thương chứ chưa có chết. Mẹ nói chứ, bây giờ ai dám phản bội chắc chắn sẽ trở thành vong hồn thuộc hạ đầu tiên của lão ta. Một đám rác rưởi. Thấy không đưa được những người này nên Lý Vũ quyết định không lãng phí thời gian nữa. Anh rút một khẩu súng trên người ra rồi nã một phát đạn lên trời để ra hiệu. Một chùm pháo hoa tuyệt đẹp nở rộ trên bầu trời.
Cùng lúc đó, tại bờ sông Thương Lan, Nam Thạc nhìn thấy tín hiệu Lý Vũ truyền đến. Ông ta lập tức vung tay lên, theo tôi. Dứt lời, ông ta trở thành đầu tàu gương mẫu, lao về phía Bồ Đạt, Chính Bạch Kỳ, Cậu Vô Quý và Tương Vong theo sát phía sau. Ngay sau khi ba người bọn họ bay đi một khoảng mười mấy bước, bọn ngạc nhiên phát hiện ra những thánh kỳ sĩ phía sau không một ai đuổi kịp. Khóe miệng và Tương Vong co giật. Lão Nam, mẹ đó chứ, ông cẩu thả vừa thôi, đám quỷ già đó không hiểu tiếng nước Hoa Hạ. Cậu Vô Quý lập tức bay ngược trở lại, gần cổ lên, nói bằng ngôn ngữ quốc tế một cách lưu loát. Nhóm quỷ già đi sát phía sau tôi. Bây giờ 3.000 thánh kỳ sĩ mới hiểu, lập tức lao theo phía sau. Ở một nơi khác, đại sĩ Vân Trung vẫn đang lặng lẽ đứng chờ trong khe núi thì bỗng thấy pháo hoa trên bầu trời. Các vị, kế hoạch thay đổi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Dứt lời, đại sĩ Vân Trung dẫn đầu đoàn người bay vút ra khỏi khe núi, mười mấy bóng người phía sau vội vàng đuổi theo. Người nào người nấy cũng sở hữu vóc dáng to khỏe với tốc độ cực nhanh, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Tại bộ lạc Chính Bạch Kỳ, sau khi Lý Vũ bắn súng ra hiệu, anh bắt đầu ra tay. Người đầu tiên bị anh tấn công chính là kẻ vừa há to mồm kêu gào, Vu Chính Châu. Còn mẹ nó, thực lực Vu Chính Châu cùng lắm cũng chỉ ở mức cảnh giới võ thánh, cảm nhận được khí tức khủng bố từ Lý Vũ, da đầu ông ta tê dại. Lão Lưu, giúp tôi. Được, một kỳ chủ và cấp dưới cùng tung trưởng về phía Lý Vũ. Luồng khí tình mạnh mẽ tạo nên cơn gió dữ, tự tìm đường chết. Lý Vũ không vì điều này mà thay đổi mục tiêu, anh hơi khom người tránh đòn tấn công. Giây tiếp theo, nam đống của anh đã xuất hiện ngay trước mặt Vu Chính Châu. Vu Chính Châu tưởng rằng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, hắn lưu tình đã ra tay chặn cú đấm kia của Lý Vũ thay ông ta. Những người khác thấy vậy cũng thi nhau rút vũ khí tiến lên bao vây Lý Vũ. Đa tạ ơn cứu mạng của Thánh Vương. Vu Chính Châu cảm kích từ tận đáy lòng. Hắn lên vô tình xua tay, đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau xông lên đi. Rõ. Vu Chính Châu thấy Lý Vũ đã bị mấy người bao vây nên lập tức xông lên với thái độ đằng đằng sát khí. Thứ giặc đồ, dành một chưởng ông đây. Ùn, a da. Vu Chính Châu vốn tưởng rằng bản thân có thể tranh thủ lúc hỗn loạn đánh lén Lý Vũ, thậm chí là làm rối tung chiêu thức quanh. Nhưng Vu Chính Châu lại không ngờ rằng tốc độ Lý Vũ nhanh đến nỗi khiến người ta phát cáu. Sau khi anh tránh được những đòn tấn công của người khác dễ như trở bàn tay, anh xoay người quét chân qua phần bụng của Vu Chính Châu. Vừa nãy hắn đâu tình đã ra tay cứu ông ta một mạng, nhưng lần này sẽ không ai cứu nổi ông ta. Vu Chính Châu nằm trên mặt đất, một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng ông ta. Vu Chính Châu không có không khí hộ thân, lại ăn toàn cú đá của Lý Vũ, nên giờ phút này lực phụ ngũ tạng của ông ta đã bị nát vụn. E là Đại La Thần Tiên có tới cũng không cứu nổi ông ta. Hắn vô tình biết tên thuộc hạ này coi như phế bỏ nên cũng không có ý định ra tay chữa thương cho ông ta. Hàng trăm bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ trong đêm đen, tất cả đều là đệ tử tinh anh của Vô Tình Thành Cung. Thánh Vương, chuyện gì vậy? Yêu Cơ dẫn người tiến đến mà không hiểu chuyện gì. Vừa đại Lý Vũ chỉ nói đã đi tìm hiểu xem đám người Hắc Lưu Tình đang họp bàn cái gì, tại sao chớp mắt một cái đã thấy đánh nhau rồi chứ? Đừng nói nhảm nữa, mau bắt thằng nhãi này lại cho bốn tọa. Lẽ ta ra định với giọng lạnh như băng. Yêu Cơ cau mày. Thánh Vương, Phó Thánh Vương chính là con rể của thuộc hạ, nên nó có sai lầm gì ngài có thể nể mặt thuộc hạ mà tha cho nó một lần được không? Hả? Sắc mặt Hắc Lưu Tình dần dần trở nên u ám. Yêu Cơ, ngay cả lời bổn tọa nói cũng dám cãi đúng không? Ý thức được mình đang bị nhắm làm mục tiêu, Yêu Cơ vô cùng kinh hãi. Bà ta vừa vàng giải thích, thuộc hạ không dám, chỉ là mặc dù Hắc Lưu Tình vẫn đang bị thương nhưng sức mạnh của lão ta vẫn còn đó. Lẽ ta bước nhanh tới trước mặt Yêu Cơ rồi bất ngờ tung chưởng. Yêu Cơ vốn cũng đỡ được đòn này, nhưng cũng may là đối phương không ra đòn chí mạng nên bà ta chỉ bị thương nặng, không nguy hiểm tới tính mạng. Tất cả ngay định lập tức xông lên bắt thằng nhãi này. Rõ. Hắc Liên Vô Tình ra lệnh, hàng trăm đệ tử của Vô Tình Thành Cung cùng lao về phía Lý Vũ. Lý Vũ, cho dù cậu có là thần tiên chuyển thế thì hôm nay bốn tòa cũng phải rút gân lột xương cậu. Hắc Liên Vô Tình cười khẩy. Lý Vũ, tôi một quyền khiến bà tên kỳ chủ phải lùi lại, chỉ với sức của đám dưa vẹo tạo nứt này thôi sao? Dưa vẹo tạo nứt sao? Hắc Liên Vô Tình cất tiếng cười to. Những người này có thể giết chết cậu đó. Ông tưởng tôi đây chỉ có một thân một mình thôi sao? Mẹ nó, đừng có đùa chứ. Lý Vũ vừa dứt lời, từng bóng người lần lượt xông vào bộ lạc. Một đám đông lao vào bộ lạc Chính Bạch Kỳ. Nam Thạc dẫn đầu với khí thế bất người. Mười mấy đệ tử Vô Tình Thành Cung đi ngang qua biểu ta đã chết. Nhã Nam ra đòn tuyệt lắm, quả không hổ là người bảo vệ tuyệt vời. Cậu Vô Quý và Vợ Tương Vong
vừa vỗ tay vừa reo hò. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ tham gia trận chiến có quy mô to như vậy, nên ai cũng kích thích hưng phấn. Khách Liên Vô Tình đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng này thì tỏ ra ngưng trọng. Các cơ quan quan trọng của chính phủ đều có người của bọn họ cài cắm vào. Một khi phái nhân viên xuất động với quy mô lớn, bọn họ sẽ là người nhận được tin tức đầu tiên. Nhưng lần này thì khác, một nhóm người đông như vậy tiến vào dãy núi Uran mà lão ta không hề hay biết. Điều này khiến lão ta không dám đi vào bắt mình. Thiếu gia, chúng tôi tới đây. Vô Tâm Phong gần cổ gào lên. Cậu Vô Quý cũng chịu yếu thế. Đám chó má Vô Tình thành cung đâu, mau ra đây đấu một trận sống mái với ông cậu của chúng mày. Lý Vũ hoàn thành rất gần, nhìn về phía Hách Vô Tình với ánh mắt cợt nhã. Là Hách, nếu để so về số lượng người thì tôi chưa bao giờ thua. Hách Vô Tình cười khẩy. Người nhiều thì có ích lợi gì chứ, mỗi đệ tử dưới trướng bốn tòa đều là cao thủ một đấu mười, cầu dẫn từng này người tới đây vẫn chưa đủ để họ giết đâu. Vậy sao? Lý Vũ tỏ ra suy nghĩ. Để trở thành thánh kỵ sĩ bảo vệ an toàn cho thánh hoàng sẽ phải trải qua hàng ngàn vạn cuộc tuyển chọn, ngay cả những người yếu nhất cũng đạt thực lực chiến binh, là cảnh giới tiểu thừa và cũng có thực lực chiến vương cảnh giới đại thừa. Chưa kể những thánh kỵ sĩ được phái đi lần này là do đích thân Cardassian lựa chọn. Trong số 3.000 người đó có hơn 100 người ở cấp chiến thần cảnh giới tông sư và có 5 cường giả cấp chiến hoàng cảnh giới võ thánh. Có thể nói một đội quân như vậy đủ để đánh bại một tiểu quốc nào đó. Mặc dù đệ tử Vô Tình Thành Cung mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng khi đấu với thánh kỵ sĩ họ sẽ không có lợi. Chỉ trong chốc lát, thánh kỵ sĩ đã tận dụng lợi thế về nhân số để xử lý hơn 200 đệ tử Vô Tình Thành Cung. Lão Hách, đầu hàng đi, tất cả những người bên ngoài đều là người của tôi. Lý Vũ và Y Tốt khuyên nhủ, đầu hàng sao? Cuối cùng Hách Đinh Vô Tình cũng nhận ra có gì đó không đúng, vì thế lão ta vung tay đi theo bổn tọa. Giữ được đồi xanh không lo gì thiếu củi đốt. Vô Tình Thành Cung vẫn còn mấy vạn thành viên, chỉ cần bọn họ rời khỏi nơi đây thì không bao lâu nữa vẫn có thể ngóc đầu lên được. Nhưng tiếc là ông trời không chịu lòng người. Sư đệ, sư huynh tới rồi đây. Tôi nói là Sĩ Văn Trung truyền đến từ đằng xa. Hơn 10 cường giả tựa như hổ dữ ra xuống núi, ai cũng đằng đằng sát khí xông vào bộ lạc. Hách Liên Tình vốn định dẫn một đám kỳ chủ phá vòng vây, nhưng ai ngờ lại bị đoàn người của là Sĩ Văn Trung cản lại. Chết đi cho bốn tọa. Hách Liên Tình tức tối tung ra một đòn, mẹ nó. Quả nhiên là đạo sĩ Vân Trung nhận ra Hách Liên Tình, ông ta sợ tới mức toát một hôi lạnh. Mặc dù thực lực đạo sĩ Vân Trung không tồi, nhưng nếu để so sánh với tên ác ma này thì đúng là không khác gì gặp sư phụ. Muốn chết sao? Sư đệ cứu ta. Cuối cùng đạo sĩ Vân Trung đành bất chấp thể diện gần cổ lên cầu cứu. Sư huynh đừng hoảng, sư đệ tới đây. Lý Vũ bước tới chắn trước mặt đạo sĩ Vân Trung. Ngày dậy trước, chính sư huynh là người tuyên bố tới trợ giúp sư đệ, vậy mà giây sau đó đã trở thành sư đệ cứu sư huynh. Cảnh tượng này thực sự rất buồn cười. Âm âm. Hách Liên Vô Tình và Lý Vũ ra đòn đối đầu nhau. Bản thân lão ta vốn đã bị thương từ trước, bây giờ vết thương lại càng nặng thêm. Thánh vương không sao chứ? Lão ta trợn mắt lườm hai tên thuộc hạ đang đỡ mình dậy. Mẹ nói chứ, mày ngu sao? Muốn tỏa đã học máu rồi mà còn hỏi có bị sao hay không? Các đệ tử Vô Tình Thành Cung bị thánh kỵ sĩ tàn sát, mà hơn 10 vị kỳ chủ lại bị đoàn người đại sĩ Văn Trung đưa đến chặn đường. Lần đầu tiên Hách Liên Vô Tình cảm thấy sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ đêm nay lão ta phải bó mặt ở đây sao? Không được, lão ta đã bị đàn áp mấy chục năm, khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Hơn nữa thù lớn còn chưa báo, sao lão ta có thể chết ở đây được chứ? Lý Vũ, Hách Liên Vô Tình lạnh giọng chất vấn, cậu thật sự muốn cả chết lưỡi rách với bổn tọa sao?